Đây cũng gặp một cái cây cấn các bạn. Nó đang thả mỏ bò vô lên nhưng mà dễ dàng các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Đồng Thuận Gấu Yêu các bạn. Đã lên ụ các bạn. Mới làm xe chưa gọi xe nha. Đó, đẹp này các bạn. Đó, đây không? Đi xe với các bạn nha các bạn. Đó, các bạn. Làm mở lên nụ để tụ sữa nha các bạn. Những video trước mình chia sẻ những con tàu siêu phẩm đã hoàn thiện các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là những con tàu vừa lên ụ các bạn, để tàu sữa các bạn. Đã lên ụ một con tàu rất là dễ dàng các bạn. Khá đẹp không các bạn? Có một con tàu đã lên ủ hoàn thiện. Chúc các bạn xem những video của mình vui vẻ nha. Các bạn hãy ủng hộ cho mình, like cho mình các bạn, để mình có động lực làm tốt hơn những video của các bạn.
Thôi bây giờ mình kết thúc ở đây nha, chúc các bạn xem những video của mình thật nhiều vui vẻ các bạn. Kiến dịch xong xuôi các bạn, chỉ còn sơn phết nó là ok các bạn. Sẽ hoàn thiện con tàu các bạn. Quá đẹp mà không không. Chuyển dịch bánh lái đồ đã hoàn thiện các bạn. Ok đẹp mắt nha các bạn. Siêu phẩm đó các bạn. Rất đẹp nha các bạn. Quá đẹp luôn á. Các bạn thấy có một trăm các bạn. Sẽ có những siêu phẩm cho các bạn xem các bạn. Cũng có những siêu phẩm đẹp đó các bạn, có những tài sơn lưu luyện các bạn, có những siêu phẩm cho mình. Cho bình luận của hôm nay mình chia sẻ cái cảnh tàu mà đã hoàn thiện, đã xuống cảng các bạn. Bữa trước mình cũng có quay lúc mà đang trên ụ các bạn, hôm nay nó đã xuống ụ các bạn. Một siêu phẩm các bạn, rất đẹp các bạn. Thấy không? Bây giờ các bạn bây giờ đã xuống dưới nước các bạn. Siêu phẩm mới hoàn thiện các bạn, không kém gì những clip trước mình đã làm các bạn. Con tàu khá đẹp mắt các bạn. Đã hoàn thiện 100% giờ đã hạ thủy các bạn thấy không? Nhìn nó khá là đẹp mắt các bạn. Quá đẹp các bạn thấy không? Quá dữ các bạn. Là một siêu phẩm các bạn, quá đẹp mắt đúng không?
đã hoàn thiện trong quá trình sửa chữa các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi, quá đẹp mắt, đó là một siêu phẩm các bạn. Quá đẹp các bạn, đẹp từng chi tiết luôn các bạn ơi. Quá đẹp luôn các bạn. Bình thường luôn, 973 703 các bạn. Quá trời đẹp các bạn ơi, các bạn đẹp mê ly luôn các bạn ơi. Bữa mình có quay là trong quá trình tu sửa, bây giờ đã hoàn thiện, đã hạ thủy các bạn, chờ ngày đi khởi hành cho một chuyến đi biển mới các bạn. Quá đẹp nha các bạn, siêu phẩm nha các bạn. Chúc tất cả các bạn xem những video của kênh Bình Thuận với thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống các bạn. Quá đẹp không các bạn, đẹp mê đi các bạn ơi. Cái này quá trình đã hạ thủy xong rồi các bạn.